Chào bạn, những bài học về hình học quả thật rất thú vị phải không bạn? Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với một bài về hình học nữa nha. Bài hai đường thẳng vuông góc. Mục tiêu của bài học hôm nay là có biểu tượng về hai đường thẳng vuông góc. Biết được hai đường thẳng vuông góc với nhau tạo thành bốn góc vuông có chung đỉnh. Biết dùng eke để kiểm tra xem hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không. Bài học hôm nay hứa hẹn nhiều điều bất ngờ, thú vị lắm đây. Nhưng trước khi học bài mới, chúng ta cùng ôn lại bài cũ chút xíu nha. Sau đây là một số phát biểu về các góc. Nếu đúng, bạn chọn đờ. Và sai thì chọn sờ nha bạn. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Vậy là chúng ta đã nhớ rất rõ về các góc rồi phải không nào? Bây giờ chúng ta vào bài mới nha bạn. Mình có hình sau. Bạn hãy cho biết đây là hình gì nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bây giờ bạn hãy dùng thước eke đặt vào các góc A, B, C, D của hình và chỉ ra các góc thuộc góc gì nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bốn góc A, B, C, D của hình chữ nhật tất nhiên sẽ là các góc vuông rồi. Tiếp theo, heo con làm như sau. Kéo dài hai cạnh BC và DC thành hai đường thẳng. Vậy, ta có hai đường thẳng BC và DC là hai đường thẳng vuông góc với nhau. Quan sát vào hình vẽ, ta thấy hai đường thẳng BC và DC tạo thành bốn góc chung đỉnh C. Bây giờ bạn hãy dùng eke kiểm tra bốn góc này, sau đó cho biết bốn góc này là góc gì nha bạn. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bốn góc chung đỉnh C đều là góc vuông đó bạn. Bây giờ mình có góc vuông đỉnh O, cạnh OM và ON như sau. Sau đó ta kéo dài hai cạnh của góc vuông để được hai đường thẳng OM và ON vuông góc với nhau. Bạn hãy cho biết hai đường thẳng vuông góc OM và ON tạo thành mấy góc vuông bằng cách chọn vào đáp án đúng nha bạn. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bạn hãy nhớ là hai đường thẳng này vuông góc với nhau thì tạo thành bốn góc vuông đối đỉnh với nhau nha bạn. Trong cuộc sống chúng ta tìm thấy hai đường thẳng vuông góc rất nhiều đó bạn. Ví dụ như là hai cạnh của bảng đen nè, hai mép cuốn sách nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau. Bạn nhớ chuẩn bị sẵn thước eke và giấy nháp để thao tác theo nhé. Chẳng hạn, muốn vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho trước, ta làm như sau. Vẽ đường thẳng AB
Đặt một cạnh vuông góc của EK trùng với đường thẳng AB. Chuyển dịch EK trượt theo đường thẳng AB sao cho cạnh góc vuông thứ hai của EK gặp điểm A. Vẽ một đường thẳng dọc theo cạnh kia của EK, ta được đường thẳng CD đi qua E và vuông góc với AB. Như vậy, chúng ta đã được tìm hiểu và thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc rồi. Rất thú vị phải không bạn? Với chiếc EK của mình, bạn hãy thực hành bài học này cho thật tốt nha. Xin chào bạn. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm.